Với một số thay đổi trong dự thảo về quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia 2017 lần 2, thí sinh có thêm cơ hội lựa chọn dự thi cả hai bài thi khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, được lấy điểm bài thi cao hơn để xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông. Tuy nhiên, đa phần thí sinh đều cân nhắc, không dám liều thử sức. Phóng sự sau đây sẽ cho thấy rõ hơn điều này. Theo khảo sát của trường Trung học phổ thông Phúc Lợi ở Hà Nội, trong tổng số 300 học sinh lớp 12 thì có rất ít em đăng ký thi cả hai bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Lý giải về vấn đề này, đại diện nhà trường cho rằng chủ trương mở rộng cơ hội cho học sinh là tốt. Tuy nhiên, hầu hết học sinh đã xác định được khối thi phù hợp với năng lực của mình ngay từ đầu năm. Cùng với đó, việc tăng từ 6 lên 9 môn thi là áp lực không nhỏ, nên rất ít học sinh lớp 12 dám ôm đồm. Em thấy là như thế là cũng hơi nhiều cho thí sinh thật ạ. Nhưng mà bản thân em thì em chỉ chọn một tổ hợp ấy ạ, để tự phù hợp với sức mình hơn. Có thêm hai cơ hội để thi hai tổ hợp, nhưng mà em vẫn muốn chú trọng vào một tổ hợp hơn để rút ngắn lại thời gian và chú tâm vào ôn tập vào một tổ hợp hơn ạ. Các em cũng tự hơn ai hết, các em tự bản thân hiểu được rõ cái năng lực của mình tốt nhất ở lĩnh vực nào, ở khối nào, ở tổ hợp môn nào. Và các em có lẽ là khi đăng ký nguyện vọng, em sẽ chọn đó những nguyện vọng ưu tiên nhất của các em. Và nhiệm vụ của nhà quản lý, các thầy cô chúng tôi là để nắm rất rõ những cái nét mới đó, để mà tổ chức, có kế hoạch tổ chức tư vấn tuyển sinh tới cha mẹ học sinh, tới học sinh, để giúp các em có những cái lựa chọn chính xác nhất. Tuy nhiên, trên thực tế, xuất phát từ tâm lý muốn có nhiều cơ hội lựa chọn để đăng ký tuyển sinh vào đại học, nên một số học sinh vẫn quyết định lựa chọn thi cả hai tổ hợp bài thi khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Dù bản thân học sinh ý thức được việc lựa chọn này sẽ vất vả và áp lực hơn nhiều so với việc thi 6 môn. Thế là học tổ hợp tự 9 môn đấy thì có khả năng thi vào tốt nghiệp đại học cao hơn, và em có nhiều khả năng em chọn trường có cao hơn nhiều hơn so với chọn một môn tổng hợp thôi. Và trong môn thi thì em chia đề cho các môn. Theo giáo sư Văn Như Cương, tuy chủ trương này có tăng thêm cơ hội để lựa chọn, nhưng nếu không có tính toán thật kỹ sẽ dẫn đến hiện tượng mất tập trung, và việc ôn tập quá dàn trải nhiều môn thi cùng lúc khiến hiệu quả không cao. Không những thế, điều này dẫn đến tình trạng khuyến khích học sinh hình thành tư tưởng vào đại học là được, dù ngành học đó không phù hợp với mong muốn, năng lực của mình. Tức là tôi thì nó muốn học khoa học tự nhiên, nhưng mà thì tôi làm bài khoa học tự nhiên ấy thấy không chắc chắn thì mới thi thêm cái khoa học xã hội. Thế rồi lại cuối cùng khoa học tự nhiên không đỗ mà lại đỗ khoa học xã hội. À, thế là tôi học khoa học xã hội. Thế tức là lại là không phải là mình định hướng giáo dục trẻ em theo cái nguyện vọng, theo cái định hướng của nó, mà lại đi theo cái đường trái chiều. Rồi có thể nó học được 2 năm nay nó chán, vài năm nay nó chán nó lại bỏ, nó lại làm lại, lãng phí biết bao nhiêu thời gian và tiền của. Thành thử cái điều này là không hợp lý. Theo thời gian công bố trong dự thảo thi Trung học phổ thông quốc gia, thì còn hơn 6 tháng nữa kỳ thi mới diễn ra, và học sinh còn nhiều thời gian để cân nhắc lựa chọn môn thi cho phù hợp. Nhiều giáo viên cho rằng, dù thi theo kiểu nào, thì điều quan trọng nhất vẫn là thí sinh phải nắm vững kiến thức, kỹ năng làm bài để đạt kết quả tốt nhất. Việc học lệch, học tủ sẽ không còn phù hợp với chủ trương đổi mới thi cử, theo hướng đánh giá sát năng lực, tư duy và sự sáng tạo của thí sinh. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nêu khối lượng xuất khẩu gạo tháng 11 của Việt Nam ước mới đạt 4,54 triệu tấn, giảm 25% về khối lượng và giảm hơn 20% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị.